Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin VietnamSport ngày 25 tháng 5 năm 2023. Trước khi đến với những thông tin chi tiết xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube VietnamSport News, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục mà chúng tôi gửi đến mỗi ngày về bóng đá Việt Nam. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những nội dung chi tiết. Chuyên gia Hàn Quốc thán phục vì khả năng đặc biệt của Văn Toàn. Chiều ngày 24 tháng 5, Sunderland đã có trận đấu với cao thủ Gwangju FC thuộc khuôn khổ vòng 1/8 quốc gia Hàn Quốc 2023. Trong quãng thời gian qua thì đội bóng này đang có một phong độ khá tốt với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng của Văn Toàn đã phải nhận bàn thua ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu. Thất bại cay đắng trước đại diện đến từ K-League đã khiến cho Sunderland sẽ sớm phải nói lời chia tay với quốc gia Hàn Quốc. Trong trận đấu này, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam dù chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn tạo ra được những dấu ấn rất đáng kể. Chuyên gia của tờ Star News Korea đánh giá cao những pha đi bóng của cựu cầu thủ Hoàng Gia Lai. Văn Toàn đã có những pha đi bóng đầy tốc độ và kỹ thuật khiến hàng phòng ngự của Gwangju đã rung chuyển trước khi chuyền bóng cho Yu Jong-wan trong khu vực cấm địa. Tuy nhiên, cầu thủ này sau đó lại dứt điểm đi thiếu chính xác. Quyết định nói lời chia tay Hoàng Gia Lai sau gần 2 thập kỷ gắn bó để chuyển sang thi đấu ở một môi trường hoàn toàn mới ở nước ngoài của Văn Toàn nhận được nhiều sự ủng hộ từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Trái ngược với Công Phượng và Quang Hải, những người đang không tìm được chỗ đứng tại đội bóng chủ quản, thì Văn Toàn lại đang được huấn luyện viên Park Chung-kyun tạo rất nhiều cơ hội để ra sân. Việc lựa chọn K-League thay vì những giải đấu như K-League hay J-League là quyết định sáng suốt của chân sút sinh năm 1996. Bên cạnh đó, việc huấn luyện viên Park Chung-kyun từng có quãng thời gian làm việc tại Việt Nam trong áo của câu lạc bộ Hà Nội được xem là lợi thế dành cho Văn Toàn trong hành trình khẳng định tên tuổi của mình ở một môi trường bóng đá đẳng cấp cao hơn. Việc đưa ra sân nhiều hơn cũng giúp cho Văn Toàn ghi điểm trong mắt huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam hiện tại, ông Philippe Chuzier. Nhiều khả năng cầu thủ quê Hải Dương sẽ có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam trong tháng 6 tới đây. Việt Nam thêm lợi thế lớn sau quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Á. Sau SEA Games 32 với tấm huy chương đồng, U22 Việt Nam sẽ hướng đến vòng loại U23 châu Á 2024, giải đấu được xem là quan trọng nhất cho năm 2023. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier tất nhiên sẽ được hưởng lợi khi Việt Nam chúng ta được AFC lựa chọn là một trong 11 nước chủ nhà đăng cai vòng bảng. Với thành tích lọt đến tứ kết ở lần gần nhất vào năm 2022, U23 Việt Nam được xếp ở nhóm dấu số 1. Và mới đây, U23 Việt Nam cũng có thêm lợi thế lớn sau quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Theo đó, chúng ta tiếp tục có thể tránh thêm được những đối thủ mạnh ở vòng loại U23 châu Á 2024. Cụ thể thì AFC cho biết, nguyên tắc bốc thăm quy định các đội bóng cùng khu vực nhưng khác nhóm hạt giống sẽ được ưu tiên xếp vào cùng bảng nhằm tránh việc phải di chuyển khoảng cách xa. Từ quy định này có thể thấy, U23 Việt Nam cũng sẽ tránh được một số đội bóng đáng gờm nhưng không chung khu vực như Iran ở nhóm 2, Oman ở nhóm 3 hay Qatar ở nhóm 4. Với lợi thế là chủ nhà của một bảng đấu tại vòng loại trước đó, U23 Việt Nam hứa hẹn sáng cửa tiếp tục giành quyền vào vòng chung kết lần thứ 5 liên tiếp. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra lúc 14 giờ chiều ngày hôm nay, 25 tháng 5 tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia. Sẽ có 10 bảng đấu, 4 đội và một bảng đấu 3 đội thi đấu vòng cho một lượt tính điểm. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar. Trong 4 lần tham gia vòng chung kết, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam là ngôi Á quân ở U23 châu Á 2018 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhóm hạt giống bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2024 bao gồm: nhóm chủ nhà Bahrain, Trung Quốc, Indonesia, Jordan, Hàn Quốc, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Thái Lan, Uzbekistan, Việt Nam. Nhóm 1 bao gồm Nhật Bản, Australia, Iraq, Turkmenistan, các tiểu vương của Ả Rập Thống Nhất. Nhóm 2 có Iran, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Syria, Ấn Độ, Singapore. Nhóm 3 là những đội tuyển Cuba, Kyrgyzstan, Palestine, Yemen, Timor-Leste, Đài Loan, Liban, Lào, Bangladesh, Hồng Kông, Maldives và Oman. Cuối cùng, nhóm hạt giống số 4, U23 Mông Cổ, Philippines, Afghanistan, Brunei, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Guam, Macau, Pakistan và Qatar. Huỳnh Như tiết lộ lý do ăn mừng theo phong cách của Cristiano Ronaldo. Thưa quý vị, thời điểm này Huỳnh Như đã kết thúc một giải đầu tiên xuất ngoại khi thi đấu cho màu áo của câu lạc bộ tại Bồ Đào Nha Lanh. Chân sút gốc Trà Vinh không cùng câu lạc bộ hoàn thành những trận đấu cuối cùng tại giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha vì đã được phép trở về tham dự SEA Games 32 của đội tuyển nữ Việt Nam. Sau khi cùng những cô gái kim cương Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32 trên đất Campuchia,
Huỳnh Như cũng đã hết hợp đồng một năm đầu tiên với Lành. Tương lai của tiền đạo sinh năm 1991 tại đội bóng Bồ Đào Nha hiện tại vẫn đang rất sáng cửa, khi câu lạc bộ vẫn đang làm những thủ tục để có thể kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một mùa nữa với cả Huỳnh Như. Hiện tại Huỳnh Như cũng đang không ở Bồ Đào Nha mà được phép tập trung của đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị sang Đức tập huấn, hướng tới vòng chung kết World Cup nữ 2023 tại New Zealand và Australia. Trong quãng thời gian này thì Huỳnh Như đã có những hé lộ về thông điệp mà cao đội tại Lành gửi gắm khi trở về đội tuyển nữ Việt Nam nhằm bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 32. Chia sẻ buổi giao lưu trực tuyến với VN Express, Huỳnh Như cho biết các đồng đội ở Lành FC muốn côn mừng theo phong cách của siêu sao Cristiano Ronaldo mỗi khi ghi bàn. Khi sang Bồ Đào Nha, tôi được các bạn chỉ cho kiểu ăn mừng siêu giống Ronaldo. Đồng đội tại Lành FC cũng nói với tôi rằng khi trở về Việt Nam, lúc ghi bàn hãy ăn mừng như vậy. Trong các buổi tập tại Lành FC, khi chia đôi đội hình đấu đối kháng, đội nào ghi bàn thì đều ăn mừng siêu. Với cá nhân tôi, Ronaldo cũng là một tấm gương lớn về nghị lực, sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc. Hợp đồng giữa Huỳnh Như và FC Lành có thời hạn 1 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Với những màn trình diễn ấn tượng trong thời gian qua, đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đội bóng Bồ Đào Nha tiếp tục gắn bó và kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Để hướng tới World Cup 2023, tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam ngoài sự tự tin cũng có thể phát huy tố chất về kỹ thuật và sự tinh quái. Cầu thủ châu Âu vượt trội về thể hình nhưng họ xoay trở chậm và cũng rất nặng nề. Mọi người đều thấy khi sang Lang FC, tôi vẫn có thể chơi tốt. Vì thế tôi tin đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể làm nên điều kỳ diệu tại World Cup sắp tới. Đại gia V-League có bước tiến bất ngờ, hợp tác với giải đấu số 1 châu Á. Sau khi giành vé thăng hạng lên chơi ở sân chơi V-League và đổi tên, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã cho thấy độ chịu chơi cũng như chịu chi của mình. Trước khi mùa giải mới khởi tranh, đội bóng ngành công an đã chiều bao khủng để mang về những cái tên đình đám của bóng đá Việt Nam như Văn Hậu, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thành, Bùi Tiến Dũng hay Patrick Lê Giang. Không những thế, câu lạc bộ Công an Hà Nội còn cho thấy sự chuyên nghiệp trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cũng như hội cổ động viên của đội bóng. Theo thông báo mới nhất từ phía câu lạc bộ Công an Hà Nội, chiều ngày 24 tháng 5, tại văn phòng của câu lạc bộ đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa ban lãnh đạo của đội bóng và đại diện của giải vô địch quốc gia Nhật Bản J-League. Tại cuộc gặp thì đôi bên đã có những trao đổi về sự hợp tác giữa hai giải đấu, giữa hai đội bóng. Đồng thời, phía đại diện của J-League cũng đã tham quan đại bản doanh của câu lạc bộ Công an Hà Nội tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam PVF. Phía đại diện của J-League cảm thấy vô cùng ấn tượng với những gì câu lạc bộ Công an Hà Nội đã và đang xây dựng dù mới chỉ trở lại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, giám đốc kinh doanh toàn cầu của J-League, ông Yoya, bày tỏ mong muốn mời một số cầu thủ sang Nhật Bản tập huấn. Với việc đại diện của giải đấu hàng đầu châu Á tới thăm và làm việc, nghĩa mộ kỳ vọng đội bóng ngành công an sẽ có những bước tiến vượt bậc trong tương lai. Hiện tại thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đang thăng hoa trên bảng xếp hạng V-League 2023. Sau những khởi đầu có phần chệch choạc, đội bóng ngành công an đã dần trở lại với quỹ đạo cùng những chiến thắng ấn tượng. Mới nhất thì Vũ Văn Thành và cao đội đã đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 5-3 ngay trên sân khách. 3 điểm cho trận đấu này cũng giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Đừng quên dành một tràng follow like để nhiều quý vị khán giả có thể cập nhật được bản tin của chúng tôi chuyển sang kênh YouTube Vietnam Sport News. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.